Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn một kiểu búi tóc đi tiệc. Đầu tiên thì các bạn sẽ buộc tóc đuôi ngựa lên như thế này, rồi chia nó ra làm hai, ước lượng nó đều nhau bằng cách là sử dụng hai bên tay của chúng ta bóp ước lượng. Thank you.